Đoạn đồng một ly cung bơm flower kích hoạt đồng to gia tăng số hạt trên bông lúa lo le trổ cung bơm flower kích hoạt lúa trổ rộ trổ thoát nhanh trổ đồng loạt bơm flower kích hoạt đồng to cho lúa trổ rộ sản phẩm do tập đoàn Lộc Trời phân phối. Kính chào bà con và các bạn. Rất vui khi lại thêm một lần được đồng hành cùng bà con và các bạn trong chương trình tọa đàm trực tiếp chuyên đề nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Thưa bà con và các bạn, nói về thanh long thì bà con và các bạn đều biết chúng ta đang bước vào cái vụ chôm đen. Và vụ chôm đen thì chúng ta đang bước vào sau một cái thời gian dài thu hoạch chính vụ. Vậy thì những yếu tố nào mà bà con và các bạn quan tâm đầu tiên? Tất nhiên chính là dinh dưỡng cho các giai đoạn của cây, từ ra hoa, từ mang trái nó như thế nào, bao gồm những thành phần nào, và một số giải pháp để hạn chế các loại sâu bệnh thường gặp trên thanh long ở cái vụ này. Đây là hai vấn đề bao hàm rất là nhiều nội dung mà chương trình sẽ tập trung vào để trao đổi xoay quanh các diễn giải của các vị khách mời trong phim trường, cũng như là thông qua trao đổi tương tác với bà con nông dân đang theo dõi chương trình qua hai số điện thoại 3833966 và 3833968866. Và chương trình sẽ có 3 phần quà sẽ trao cho 3 bạn xem đài có câu giao lưu hay sát hợp với chủ đề hôm nay. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình hôm nay. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp Nhiệt đới. Kỹ sư Nguyễn Văn Danh, đại diện Tập đoàn Lộc Trời. Xin cảm ơn hai vị diễn giả đã tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận hôm nay. Cảm ơn Tập đoàn Lộc Trời đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu vào chương trình ngay. Thưa bà con và các bạn, thời tiết hiện nay thì mưa nhiều. Đối với cây thanh long vốn là cây chịu hạn, nhiều bà con nông dân chúng ta bởi vì vậy chưa dám trồng đèn vì sợ không ra nụ, hoặc là nếu có ra thì hoa nở sẽ không đồng loạt để khi trổ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình về những ảnh hưởng của thời tiết ảnh hưởng đến việc sản xuất của bà con nông dân chúng ta trên cây thanh long. Ngoài việc chịu áp lực về giá cả biến động, bà con nông dân trồng thanh long Bình Thuận thời gian qua bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết khắc nghiệt, mưa nhiều gây ngập úng, nhiều sâu bệnh xuất hiện gây hại cho thanh long. Có nhiều diện tích thanh long của bà con nông dân trở nên suy kiệt, dày tèo tóp, khả năng ra nụ và đậu trái kém. Mưa nhiều quá, nói chung là nó cũng làm cho cái nọc thanh long rễ nó nghẹn, không có phát triển. Những cái đám nào mà trúng thì nó nơ nước, đám nào gò thì nó ổn định chút. Thì bây giờ vô mùa mưa này thì bà con cũng đang lo là chủ yếu là cái sâu bệnh á, là chủ yếu là nấm các kề nhiều. Đó là ở mưa nhiều là nấm nhiều, mà không, bà con cũng lo là bức xúc là hàng biển sắp tới nữa, là chủ yếu là nấm, mà bữa nay là xịt thuốc gì cũng không hết. Trong số các bệnh gây hại thanh long hiện nay thì đốm nâu vẫn là đối tượng bệnh hại làm bà con nông dân phải lo lắng. Các nhà khoa học phải đau đầu trong việc tìm ra giải pháp phòng trị hữu hiệu nhất. Đất cát ở đây thì nói chung là thanh long ở đây thì nó cũng đủ chất dinh dưỡng hết. Mà điều có một cái sợ nó chuẩn bị tới là nắp các kè nó nhiều. Nên mà xịt thuốc á, xịt cho kỹ thì mà may nó còn có thể là được 80%. Nếu mà máy thì không còn 50 à. Giải pháp dinh dưỡng có khả năng hạn chế được sự tác động gây hại của nấm bệnh hay không? Đó là vấn đề bà con nông dân quan tâm hiện nay.
Vâng, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự và qua phản ánh trong phóng sự, qua những lời phát biểu của một số nông dân, chúng ta thấy trải đều ở khắp các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình. Thì qua đó chúng ta thấy có những mối quan tâm đến cây thanh long, có những mối quan tâm rất riêng mà cũng có rất nhiều quan tâm rất là chung. Vậy thì xin được trao đổi đầu tiên với tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Thanh long rất cần một cái điều kiện thời tiết nó thích hợp, cũng như là cách chăm sóc cho nó hợp lý đối với từng vùng, từng miền. Vậy thì tiến sĩ có thể giải thích thêm, nói rõ hơn cho bà con nông dân, những bạn xem đài của chúng ta hôm nay, rõ hơn về cái vấn đề vừa nêu. Xin chào bà con nông dân và các bạn xem đài. Xin chào anh Lê Hưng, chào kỹ sư Danh. Thì như chúng ta vừa coi cái phóng sự đấy, và như cái nội dung chủ đề của cái buổi tọa đàm hôm nay là chúng ta xoay quanh cái vấn đề là vụ thanh long nghịch mùa, tức là vụ thắp đèn. Thế thì chúng ta, cái vụ đã gọi là nó nghịch mùa ấy, là bởi vì nếu để bình thường mà chúng ta không trông đèn, không thắp đèn thì nó không ra hoa được. Đúng rồi. Vì cây thanh long là cái cây bản chất nó là cái cây, là cái dòng họ của cây xương rồng, sống ở sa mạc. Và tại sao phải thắp đèn? Bởi vì này, nó đòi hỏi cái ánh sáng chiếu trong ngày của nó phải đủ cái thời gian là phải 10 tiếng đồng hồ. Thế mà càng chúng ta càng chuyển về cái gọi là mùa đông ấy, thì mặt trời ông ấy dậy trễ, ông lại đi ngủ sớm, tức là nó không đủ thời gian 10 tiếng thì thanh long nó không ra được. Chính vì vậy nguyên nhân làm sao mà chúng ta phải thắp đèn. Và đặc biệt cái vụ thắp đèn lại là cái vụ mà giá thanh long nó lại cao. Dạ vâng. Sau cái vụ chính mùa của chúng ta nó phấp phỏng đủ thứ, giá nó trồi sụt, sâu bệnh hại nhiều, thế thì đến vụ thắp đèn ai cũng khấp khởi để mà trông hy vọng vào cái mùa, nó vừa là trái mùa, nó lại mùa của Tết, nó lại mùa khan hiếm các loại trái cây khác, nên giá thanh long có khả năng nó lên rất cao. Dạ. Nhưng mà đừng thấy đừng thấy giá thanh cao lên mà đã vội là mừng, bởi vì nếu chúng ta không chú ý vấn đề chăm sóc, cứ tưởng là cứ đóng cầu dao thắp đèn là ta có năng suất, không đâu. Nếu mà cây thanh long cành yếu, dễ suy kiệt, đất mất sức, thời tiết biến đổi thì thắp đèn chúng ta gọi là gãy đấy. Cùng có khi cùng một thời tiết khí hậu, hai người mà cái tại sao khi rút đèn tưới nước cái chàng xóm nó bung hoa bung nụ nhiều thế, còn của mình thì nó đi đẹp, chứ đâu phải là cứ tưởng đấy là cùng thời tiết khí hậu nhá. Nhưng bởi vì xin thưa là nếu ta làm biếng, không chú ý cái dinh dưỡng cho nó, không chú ý cái sức khỏe của đất, không chú ý phòng trừ sâu bệnh, là đều ảnh hưởng tới thắp đèn hết. Thắp đèn ai cũng biết rồi, thắp bao nhiêu đêm, thắp bao nhiêu giờ, thắp giờ nào. Cái này thì bà con nông dân phải nói bà con nông dân Bình Thuận rành lắm. Nhưng cái việc mà chăm sóc dinh dưỡng cho nó phục hồi sau cái vụ chính của nó là từ tháng 3 cho tới tận đầu tháng 9, nó đã kiệt quệ lắm rồi. Dạ vâng. Nó kiệt quệ lắm rồi. Cộng với khi chúng ta chuyển dần sang mùa khô này thì lại vẫn còn nhiều cơn mưa cuối mùa, nó mưa nhiều lắm. Mà nội cái ruộng đấy, bà con thấy đấy, bà con biết hết đấy, trong cái phóng sự đấy, chỉ cần bà con gọi là no nước, tức là thoát nước không được, nó ứ nước cái, đúng bà con nói đúng lắm, nó nghẹt rễ, mà nghẹt rễ thì nó không thở được, không thở được thì nó không sinh ra rễ tơ, không sinh rễ tơ thì không hút được dinh dưỡng, không hút dinh dưỡng thì mềm cành, mà mềm cành thì thắp đèn chắc chắn là phải cậy rồi. Thế rồi khi nó no nước ấy, nó ẩm như thế thì bệnh ở dưới rễ nó phát triển, bệnh nấm, các loại nấm Phyrazum rồi Betulum rồi Phytophthora thối rễ, thối cả cành. Thế rồi mưa cộng với gió thì cái nấm tắc kè nó di chuyển, nó phát triển. Nếu chú ý phân bón không mà lại không phòng trừ cũng tiêu luôn. Mà bây giờ bà con ai ai cũng nói đến nấm tắc kè hay là gọi là nấm trắng ấy, nấm đốm trắng ấy, đều sợ hết. Và xin thưa cho đến giờ này chúng ta không có thuốc đặc trị đâu nhé. Bà con nói đúng đấy, xịt hoài xịt đủ các loại mà chỉ thấy nó ngưng lại thôi, thấy nó hạn chế thôi, còn chưa. Mà đúng như vậy, nếu mà đã có thuốc đặc trị đấy thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia rồi Khuyến nông tỉnh rồi tất cả đều chỉ đạo hết rồi. Cho đến giờ này chúng ta nói là không có thuốc đặc trị đâu, chưa có chứ không có. Nhưng mà
Không phải vì thế mà chúng ta bế tắc. Vẫn có cái quy trình canh tác, có những quy trình phòng trừ, quy trình để là hạn chế nó. Và muốn hạn chế là gì? Không phải suốt ngày ra phun thuốc là được. Nó phải có sức khỏe chứ. Chúng ta cũng thế thôi, khi chúng ta khỏe thì hai người một người khỏe thì vấn đề cảm cúm, vấn đề lây bệnh nó sẽ khó khăn hơn so với ông ốm yếu, ốm nhách, ăn không ăn được, dễ nhiễm bệnh lắm. Thế thì cây cối nó cũng vậy thôi, chúng ta phải cho nó sức khỏe. Thế thì như vậy chúng tôi muốn tóm lại này, thắp đèn không phải cứ đóng cầu dao thắp đèn nên là có năng suất, mà trước khi thắp đèn phải nghĩ đến mà đầu tiên phải là xem xét lại cái sức khỏe của đất. Sức khỏe đất thì ngay cả cái độ pH nhé, cái độ chua đấy, nếu chúng ta không cải thiện, chúng ta không đo để chúng ta biết được cái độ pH của nó đấy, thì dù có nhiều phân đến mấy, đủ nước đến mấy, cái rễ nó cũng vàng luôn, rụng hết lông hút luôn. Vâng. Chúng tôi vẫn ví đó, một cái hàm răng mà vừa vươm lợi vừa rụng răng thì ăn cái gì? Thế sau đó là phải phân bón, có phân hữu cơ không, có phân để nó phục hồi lại khi nó mất dinh dưỡng rồi, nó mất cân đối rồi. Hai nữa lại xem thoát nước tốt không, đừng để nó lo nước, rồi xem mầm bệnh các thứ gì chúng ta phòng trừ hết đi, làm vệ sinh trước đi. Đến khi chúng ta đóng cầu dao cái là lúc ấy nó chỉ đợi nó hấp thu ánh sáng để nó nảy sinh hình thành cái mầm hoa, để đến khi chúng ta rút cái tưới vào cái bùng nộ ra chăm sóc, và lúc ấy chỉ còn vấn đề là trái to trái ngọt, không bị sâu bệnh nặng trái, giá được nữa, thế là ta thắng thôi. Còn nếu không ấy thì đến khi rút nước tưới vào ngồi đấy mà thở dài thì buồn lắm. Mà thì thắp điện mấy thời gian thì cứ trôi, anh làm nhanh thì mới được ba vụ ba lứa, ba vụ trái mùa, ba lứa trái mùa. Còn nếu anh làm dở lại gãy mất hai thì lúc ấy trả tiền điện không buồn lắm. Thế nên bà con phải chú ý nhá, đừng có phải là cứ thắp đèn xông đèn là thành công đâu, mà trước đó phải cây nó như thế nào, đất như thế nào rồi hẵng đóng cầu dao. Vậy đó. Dân gian có câu tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Mà nếu bà con chúng ta đầu tư trong cái thời điểm như thế này mà không có biết được những cái yếu tố mà như tiến sĩ vừa giải thích thì sẽ rất khó mà thu lại cái nguồn mà chúng ta đầu tư. Đúng rồi. Vâng. Đó là những giải pháp về cái chế độ chăm sóc cũng như điều kiện đất đai thổ nhưỡng. Thế thì giải pháp của công ty Lộc Trời như thế nào, trong điều kiện này như thế nào để cho giúp cho bà con chúng ta có thể làm cho cái cây ra hoa nở nụ trong điều kiện trong đèn, mà bà con tất nhiên cái sự đầu tư là nó hơn cái hàng mùa. Kỹ sư Nguyễn Văn Danh có thể là tư vấn thêm cho bà con chúng ta qua chương trình này. Dạ, kính thưa anh Lê Hưng, kính thưa thầy Nghĩa, kính chào bà con đang xem đài. Thì như lúc nãy thầy Nghĩa đã thông tin cũng rất là đầy đủ và chính xác rồi. Thì theo như tôi đi tình hình thực tế ở Bình Thuận á, thì vừa rồi cơn bão số 5 và cơn bão số 6 thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến bà con trồng thanh long đến các huyện như Hàm Thuận Nam, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc. Thì rất nhiều cái vườn nó bị ngập nước. Nhưng bà con phải chú ý á, là cái vườn mình bị ngập nước nhưng mà thoát nước nhanh á, thì nó không có ảnh hưởng lắm đến cây rễ. Nhưng mà quan trọng là cái vườn mà mình bị ứ nước là cái lúc mà cái độ ẩm trong đất á, độ ẩm trong đất mà đang còn cao mà mình cứ tưởng là nó đất đã khô, mình tưới vào rồi mình cho bón phân vào, nhưng mà cái rễ lúc đó nó không có hút được. Thì bà con trước tiên á, là mình phải cào cái rơm ra, phơi đất khoảng 2-3 ngày để cho cái nước nó ứ nó thoát bớt, rồi khi đấy mình bắt đầu cái rễ nó khỏe rồi á, thì khi đấy bà con mới bắt đầu là vô phân hữu cơ hoặc là các cái phân bón khác, khi đấy thì cây trồng mới hút được. Thì lúc đó thì bà con mới chuẩn bị cho cái, như thầy Nghĩa nói là cái đất khỏe, rễ khỏe thì cây mới khỏe. Thì lúc đó mình trồng đèn mới có một vụ trồng đèn thắng lợi. Đó. Vâng, xin cảm ơn những trao đổi của kỹ sư Nguyễn Văn Danh. Bà con và các bạn thân mến, vừa rồi thì những giải pháp về canh tác, về phân tích về chất đất, thời tiết khí hậu cũng như các giải pháp của đại diện tập đoàn Lộc Trời đã đưa ra, đó là những cái về mặt lý thuyết thì bà con nông dân trồng thanh long chúng ta đều phải nắm vững những yếu tố này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong thực tế thì có rất nhiều bà con nông dân trồng thanh long lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, thì bà con này không hề lo ngại về những vấn đề như về trong cái kỹ thuật trong đèn hay là cách chăm sóc, bởi vì qua quá trình canh tác thâm niên rồi thì họ sẽ lập trình riêng cho mình một cái quy trình và để sản xuất thanh long cũng như là cái quy trình mà sử dụng các chất dinh dưỡng để bổ trợ thanh long trong cái điều kiện mà sau một cái giai đoạn mà thu hoạch chính vụ kéo dài như vậy. Sau đây là những ghi nhận của chúng tôi vừa thực hiện. Một số giải pháp tạm thời được các nhà khoa học đưa ra để quản lý bệnh đốm nâu trên thanh long
Trong đó, bà con nông dân phải tăng cường vệ sinh đồng ruộng và sử dụng nhiều sản phẩm hữu cơ vi sinh, sinh học nhằm đảm bảo tính bền vững của môi trường sản xuất. Trên cơ sở đó, từ mỗi người dân trong quá trình sản xuất đã lựa chọn cho mình một quy trình sản xuất phù hợp nhất. Đặc biệt, các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng cũng phải đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu. Tôi ở đây là tôi thắp điện, tôi có dùng qua sản phẩm là của công ty là lọc trời, là tôi làm là cái trái thanh long là hàng điện thì là nó xấu, cho nên là tôi phải nhờ cái thuốc đó. Thành thứ là cái trái nó là rất tốt, là của cái thuốc của công ty lọc trời. Thành thứ là thấp điện là ra lúc nào nó ra là cũng là đẹp hết á. Thành thứ là cho nên nó là những cái mùa là nó rất xấu, nó không bao giờ là nó tốt. Mà thấp qua một lứa như vậy là có thể dùng cái thuốc đó là có hiệu nghiệm. Nó màu nó rất đẹp và mấy tai đầu nó cũng là tốt. Cây thanh long trong nhiều năm qua đã giúp cho nhiều nhà vườn nhanh chóng vươn lên khá giàu. Tuy nhiên, để cây thanh long phát triển bền vững, thật sự đạt hiệu quả kinh tế cao, rất cần những định hướng, giải pháp khoa học, thuyết phục từ các nhà quản lý, nhà khoa học. Thanh long phát triển bền vững, được giá là niềm hạnh phúc của người dân. Qua một số ý kiến của nông dân trong phóng sự thì chương trình cũng muốn tham khảo thêm đối với kỹ sư Nguyễn Văn Danh về một cái ý kiến nhỏ trong cái cụm ý kiến của nông dân vừa rồi, là về cái việc mà tại sao cần phải đưa ra các cái sản phẩm để mà bổ trợ vào cái thời điểm mà cây thanh long nó phân hóa mầm hoa, và những sản phẩm này có sự khác biệt gì so với những các loại dinh dưỡng trong các loại sản phẩm khác có mặt trên thị trường. Xin mời kỹ sư. Dạ, xin cảm ơn anh Lê Hưng. Thì như bà con đã biết thì công ty Lộc Tơi đã phân phối các cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và sản phẩm dinh dưỡng là hơn 20 năm rồi. Thì hiện nay thì cái cây thanh long mà là lúc nó ra hoa thì mình cần nhất thiết là phải tăng cường các cái phân bón mà có giàu lân để cho nó khả năng tăng cái khả năng phân hóa mầm hoa cho cây. Và đặc biệt như vụ trong đèn này á, thì là mình quy trình trong đèn thì nó xảy ra khoảng 15 đến 20 ngày tùy thuộc vào thời tiết. Thì như thời tiết hiện nay thì nó khoảng 15 ngày. Thì bên công ty có sản phẩm gọi là Bomb Flower. Bomb Flower là một dạng chất điều hòa sinh trưởng, nó kích thích các cái enzyme trong cây để giúp cho cây phân hóa mầm hóa tốt hơn và đồng đều hơn, rồ hơn. Thì đặc biệt là nếu như bà con sử dụng thì mình có thể xài trong là trước khi trong đèn thì bà con có thể xịt một lần là Bomb Flower với cái liều lượng á là 50cc cho bình 16 lít, bà con xịt phủ lên toàn trụ. Sau là lúc trong đèn, còn sau trong đèn xong á thì bà con có thể là xịt thêm một lần Bomb Flower kết hợp với Hyboron. Bên này ở bên tập đoàn là cái sản phẩm phân bón có bó hữu cơ. Đặc biệt cái bó mà hiện nay ở trên thị trường á, là toàn là bó vô cơ. Thì cái trong nó chỉ cần một cái lượng bó rất là ít, cái lượng nó chỉ này thôi, mình mà tác động đáng thiếu thì bó đáng thiếu mà mình tác động quá đi một tí á, thì nó lại thành dư thì lại ngộ độc bó. Đặc biệt cái sản phẩm Hyboron 714 của bên phía tập đoàn đang phân phối á, thì nó là dạng bó hữu cơ nên là bà con không sợ nó dư, do đó là mình không sợ ngộ độc bó. Đó, hai sản phẩm đó nó sẽ kết hợp để mình là bổ sung các cái chất cần thiết như bo, như canxi, như kẽm đó, để mình tạo cái phân hóa mầm hoa giai đoạn mà trong đèn. Thì như lúc nãy nông dân Hùng đã chia sẻ đó, thì hiện nay chỗ vườn nông dân Hùng là đã giai đoạn là sau rút dâu rồi. Thì bên tập đoàn có phân phối sản phẩm là Silimac á. Silimac là cái sản phẩm mà chứa gồm 3 nguyên tố, đó là silic, canxi và kali. Đây là cái sản phẩm độc nhất và độc đáo trên thị trường, mà chỉ có bên tập đoàn mới có cái sản phẩm này. Cái này là nhập khẩu từ bên Australia. Thì nó kết hợp được 3 nguyên tố đó thì cái silic và canxi nó sẽ giúp cho cái thành tế bào nó cứng, vách tế bào, và lúc đó nó giúp cho cái là thanh long nó hạn chế được các cái loại sâu bệnh tấn công. Đặc biệt như mùa mưa, lúc mà thời tiết mà mưa nhiều á, thì mình cái đó nó cũng sẽ góp phần là hạn chế cái bệnh đốm nâu trên thanh long. Và đặc biệt á, cái Silimac nó sẽ giúp làm cái tai nó cứng và cái vỏ thanh long nó dày, nó hạn chế cái bệnh mà như hiện nay nông dân là cái lúc mà mặt võng á
Đó, mật vọng là do con bọ chỉ mà lúc mà mình rút dâu á, là nó gây ra. Thì trên thực tế thì bọn em đã sử dụng và đã thấy hiệu quả trên cái mật vọng của cái trái thanh long. Dạ. Thì hiện nay như khuyến cáo bên em là cái Silimac bà con có thể sử dụng vào hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là khoảng 3 ngày sau khi rút dâu, và giai đoạn thứ hai là trước khi chín khoảng 1 tuần. Thì bà con có thể xài Silimac và không có sợ bị lem. Dạ. Vâng, xin cảm ơn những cái trao đổi của kỹ sư Nguyễn Văn Danh. Nhưng mà nói về trung vi lượng thì vẫn rất là cần thêm một số ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Đúng thôi, bởi vì chúng ta biết rồi, khi mà cái vụ thanh long ấy thì ngoài cái chuyện mà có nhiều bông, nhiều trái, thì chúng ta lại phải cần có trái to, nặng trái, và cái mã nó phải đẹp. Tức là nó không bị những cái vết bệnh, mà rồi hai nữa, những cái que ở đầu trái nó phải dài, nó phải xanh, nó phải cứng. Thế muốn như vậy thì hoàn toàn phải phụ thuộc vào cái dinh dưỡng mà chúng ta bổ sung. Thế vừa rồi kỹ sư Danh cũng nói về hai cái sản phẩm cơ bản để mà trong cái mùa thắp đèn ấy, đó là cái bùm flower và cái hai bo rông. Ở đây thì chúng tôi muốn nhắc thêm cái điểm này nữa là qua một cái vụ chính vụ đấy, thì cái tập quán cũng như là cái nhu cầu đòi hỏi mà để làm cho trái to đấy, thì bà con nông dân của chúng ta thường là sử dụng, và đôi khi bà con nếu không chú ý đấy thì lạm dụng cái chất điều hòa sinh trưởng Hibergelin. Hibergelin thì có thể là GA3, có thể là GA4, GA7. Thế thì trong quá trình mà nó hơi dư thừa một chút thì nó lại ảnh hưởng tới cái quá trình hình thành mầm hoa. Thế chính cái bulb flower này khi mà chúng ta sử dụng ấy, thì nó lại điều chỉnh lại để nó kìm lại cái hạn chế lại cái vai trò, cái tác dụng của Hibergelin. Và lúc ấy thì quá trình cái pha mà sinh trưởng dinh dưỡng nó bị ngưng lại để nó nhường cho cái pha trưởng dinh dưỡng sinh trưởng sinh thực, tức là lúc ấy nó mới hình thành một mầm hoa, cộng với phốt pho, cộng với một số dinh dưỡng khác vi lượng nữa thì nó mới hình thành cái mầm hoa tốt đó. Thế nên hai nữa, khi mà chúng ta có trái rồi thì làm sao đừng để, nhất là cái đốm tắc kè hay là con bọ chĩ là hai cái thằng, hoặc thán thư nữa, là ba cái đối tượng này nó làm ảnh hưởng tới cái phẩm chất trái rất rõ. Cái que mà mềm yếu xong rồi héo đi không cứng được thì thương lái người ta cũng không thích. Vết bệnh trên đó không, nó xuất hiện trên que hay trên trái người ta cũng loại ra. Thế thì ở đây chúng ta có những loại thuốc phòng trừ nó, ví dụ như sợ nhất cái chuyện mà nếu để cái con bọ chĩ nó tấn công thì nó là cho cái mãn vọng, cái mắt vọng trên cây có múi thì nó làm cho bị nhám trái, nhưng mà trên thanh long rất rõ đấy. Thế thì chúng ta phải phòng trừ nó từ sớm đi. Thì ở đây công ty có cái thuốc Radian để trị thằng này rất tốt. Thế còn để ngăn ngừa đừng để cái đốm tắc kè nó tấn công vào đấy, không có thuốc đặc trị, nhưng mà chúng ta có thể ngăn ngừa, chúng ta có thể hạn chế tốc độ phát triển nó, hạn chế lây lan nó, thì chúng ta có Amitatop. Ở đây có nhiều thuốc, nhưng mà bên tập đoàn nội trợ họ có cái thuốc Amitatop làm cái loại cũng là câu chuyện thuốc truyền thống mà có hiệu quả rồi. Ta ngăn chặn đi, ta phòng đi. Thế đặc nữa là ngoài cái chuyện thuốc trị phòng rồi thì ta phải có một cái nó đề kháng lên, làm cho cái vỏ nó cứng đi, cái tai nó cứng lên, cái que cứng lên, thì chúng ta có Sinimac. Sinimac là trong cái tên thương mại đấy, nhưng thành phần của nó gồm có canxi, có kali, có silic. Thì khi mà nó cứng lên rồi đó, thì cái que nó cứng lại cộng canxi thì nó xanh, nó cứng, thì nó lâu héo, nó thẳng thì nhìn nó đẹp hơn. Hai nữa, mấy con kia vào cái răng thì yếu mà lại gặp cái bức thành nó dày như thế thì nó ngán thôi, thế thì nó không để lại vết bệnh. Thì đấy là những cái. Ngoài ra chúng ta ở bên tập đoàn họ có cả cái Vitagym, có cái DS Gold để hỗ trợ làm cho cái mã trái nó đẹp, nó nặng trái, nó to trái. Thì đấy, chúng ta nên sử dụng luôn những cái ưu thế như vậy. Thì đấy là một cái để chúng tôi có bổ sung thêm, để chúng ta này nhiều trái là một chuyện, nhưng cũng phải to trái theo cái thị trường, rồi hai nữa phải nặng trái, và đặc biệt là mã đẹp, thời gian bảo quản nó dài hơn đó. Thì đấy là cái mà cần bổ sung. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa với những giải thích rất là hình tượng, rất là dễ hiểu đối với bà con nông dân chúng ta. Và chúng tôi có thể bộ phận thư ký có thể cho chúng tôi nối máy được với bạn xem đài Thiềm Quốc Phong ở Bắc Bình, số máy 0946560258 được không ạ? Xin cho biết là ngoài cái yếu tố môi trường cũng như thời tiết bất lợi, mưa thì cũng dữ mà nắng thì nắng cũng
cực kỳ, thì có thể ảnh hưởng đến cái sức sinh trưởng của thanh long á, và cái vấn đề mà dinh dưỡng cũng không rất là quan trọng. Như vậy thì mà thiếu hay thừa thì có thể ảnh hưởng hay là nó phát sinh thêm dịch hại. Vậy thì xin cho biết cách để nhận biết là cây trồng nó thiếu cái chất trung lượng vi lượng như thế nào, và bổ sung cái chất này bằng cái cách là bón ở dưới gốc hay là bổ sung qua lá. Xin cho biết ý kiến. Và thêm một câu nữa là tôi vừa thu hoạch xong cái vụ mùa, thì bây giờ là để chuẩn bị trong đèn á, thì xin nhờ chương trình là hướng dẫn cái cách là bón phân gì và liều lượng bao nhiêu để cho nó phục hồi nhanh, và cái cách chăm sóc cũng như cái đề phòng cái dịch hại là nó phát sinh trong cái vụ trong đèn á. Xin cảm ơn chương trình đó. Vâng, xin cảm ơn bạn xem đài Thêm Quốc Phong ở Bắc Bình đã đặt câu hỏi với chương trình. Hai câu hỏi. Vâng, trước hết xin mời tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Cô anh chỉ hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng mà chúng tôi có thể tóm tắt lại thôi. Còn khi mà chưa thỏa mãn, anh có thể gọi điện chúng tôi để thỏa mãn hết. Tức là còn cô anh hỏi càng vấn đề rất là dài, nhưng chúng tôi tóm này. Khi mà trước khi anh cần trong đèn ấy, qua cái vụ chính vụ đấy, thì anh phải có sự chuẩn bị như chúng tôi phân tích từ đầu. Nếu anh không có sự chuẩn bị thì anh trong đèn có thể là hiệu suất nó không cao. Và muốn như vậy thì bây giờ ngay ít nhất từ lúc anh ngưng vụ chính vụ cho tới trong đèn, anh phải có tối thiểu 15 ngày để mà anh bón phân chăm sóc nó, thì nó mới đủ cái thời gian tích lũy vào đấy. Thì lúc anh trong đèn ấy, chứ không phải là ngày hôm nay bón thì ngày mai ta trong đèn, vì nó đã được ăn ở đâu, nó tích lũy đâu. Thì ở đây cái đầu tiên mình thấy này, chúng tôi phải luôn luôn chú ý này, sức khỏe của đất là một, sức khỏe của cây là hai, và không còn những mầm bệnh trên đó nữa. Thế thì anh phải, thứ nhất là anh phải bón phân qua một chính vụ đấy, thì ngay từ bây giờ trước khi thắp đèn tối thiểu 10 năm anh bón cái phân nền của nó là phân NPK 20-20-15. Mà anh có thể chọn những công ty nó có uy tín một chút, ví dụ ở đây có công ty Bình Điền họ ở với mình lâu lắm rồi, 20-10 năm đó. Hai nữa, nếu có hữu cơ mà dễ tan dễ tiêu, hữu cơ hoài đấy, thì anh bón thêm hữu cơ đấy để phục hồi sức khỏe đất. Còn nếu mà sử dụng cái dạng mà hữu cơ mà anh tưới được thì tốt nhất, vì nó nhanh hơn đó. Hai nữa là nếu mà anh chưa bón vôi từ đầu đến giờ thì anh nên bón vôi hoặc một chất cải tạo đất nào đó, hiện nay ở trên thị trường cũng có nhiều chất họ để cải tạo đất để làm sao nâng cái pH lên, anh bón thế. Đồng thời anh phải phụt xin, nó gọi là phòng trừ cái rửa vườn nhé. Rửa vườn là tôi rửa để tôi triệt hạ tất cả những mầm bệnh ấy. Lát nữa thì kỹ sư Danh có thể nói xem tập đoàn mình có cái gì rửa vườn không, chứ không phải nhắm vào một đối tượng nào mà gọi là rửa vườn ba. Thế sau đó là anh phải sử dụng cái phân bón lá mà có hàm lượng lân cao, thị trường có thể bên này không có, nhưng họ có hai cái rất cơ bản là cái Boom Flower và cái Hai Bo Đông. Nhưng theo tôi phải tìm một cái sản phẩm nữa mà có hàm lượng lân cao, nếu tập đoàn Lộc Trời có, còn nếu không chúng ta tìm thị trường có, chúng ta cũng phải ấy, chứ cũng có nhiều có công ty họ biết cái đấy, nên chúng ta phải mua cái loại mà có hàm lượng lân cao để chúng ta hỗ trợ nó thì mới tốt được. Và sau khi đấy thì đến khi chúng ta chăm sóc thì bắt đầu khi rút đèn tưới mà bung lụ thì chúng ta cũng đã phải có chế độ chăm sóc cái lụ đó, cái hoa cho dài. Và đến khi rút bông là lúc ấy thời kỳ chúng ta nuôi trái, thì lát nữa chúng ta sẽ hỗ trợ thêm cái phần là khi mà có nụ đến lúc trước khi nở bông thì chăm sóc như thế nào, và đến khi rút bông rồi thì chăm sóc nào, bón phân như thế nào, thì chú ý cái phần đó. Và xin nhắc lại anh một cái nữa là phân bón hay thuốc thì rất cần nguyên tắc bốn đúng. Các nhà khoa học của dinh dưỡng nói này, không có chất nào độc, không có chất nào bổ, mà chỉ có liều lượng độc và liều lượng bổ. Ý muốn nói là dù là phân bón, dù là chất là rất bổ, nếu chúng ta lạm dụng nó quá nó thì nó trở thành chất độc, tốn tiền mất mà tật lại mang. Thuốc cũng vậy thôi, không những thế còn ảnh hưởng tới cây, ảnh hưởng tới sức khỏe đất, ảnh hưởng tới môi trường, ảnh hưởng tới cả cái an toàn của trái thanh long hay vệ sinh vườn. Đấy một vài cái đấy. Thì một số loại thuốc thì có thể kỹ sư Danh bổ sung nhất là cái rửa vườn, cái phòng bệnh ban đầu đấy. Vâng, có lẽ
bà con và các bạn cũng như là bạn xem đài Thiềm Quốc Phong vừa rồi đã nghe những cái phân tích, những cái hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Bằng cái nền kiến thức của mình thì theo tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa thì anh Thiềm Quốc Phong cũng như bà con nông dân chúng ta cần nên áp dụng như thế. Và riêng với tôi vẫn là nhớ cái câu của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa đối với riêng anh Thiềm Quốc Phong là anh chú ý là cách ly tối thiểu 15 ngày nha anh Thiềm Quốc Phong. Và chương trình sẽ quay lại, sẽ tiếp tục tư vấn cho anh Phong và bạn xem đài sau một ít phút nữa. Sản phẩm của Úc, Cinemax, các tế bào đẹp màu hoa trái. Cinemax là phân bón lá hữu cơ đầu tiên trên thế giới, kết hợp được 3 thành phần canxi, kali và silic. Có tác dụng canxi tăng khả năng liên kết và độ cứng thành tế bào, kali tăng sức xương của tế bào, silic tăng độ dày của tế bào. Cinemax tăng sức chống chịu, gia tăng chất lượng và năng suất cây trồng. Cinemax tăng cường sinh lực, trợ sức cho cây. Sản phẩm do Bảo vệ thực vật An Giang phân phối. Vâng, chúng ta xin tiếp tục với phần tư vấn của kỹ sư Nguyễn Văn Danh với bạn xem đài Thiềm Quốc Phong cũng như bà con đang theo dõi qua truyền hình. Dạ, kính thưa anh Hân, kính thưa anh Thiềm Quốc Phong. Thì như thầy Nghĩa đã chia sẻ thì về nguyên lý rồi là các cái loại phân bón là thầy Nghĩa đã chia sẻ thì nguyên tắc là nó như vậy. Nhưng mà để mà mình áp dụng vào cái thực tế thì trước tiên bà con là hiện nay do cái tình hình là vụ mùa là nhiều khi bà con không có giá, giá thanh long thấp. Nên là đa số bà con người ta sẽ là bỏ vườn, không có chăm sóc. Sống đó là lúc đến giai đoạn chạy đèn á, thì mình chăm sóc lại không có kịp. Do đó cái lúc mà bà con mặc dù hàng mùa nhưng bà con cũng phải thường xuyên thăm vườn, tỉa cành, rửa sạch bệnh. Và thứ hai là mình phải đặc biệt là chú ý đến cỏ dại là một cái là cây là cạnh tranh cái sản phẩm dinh dưỡng của cây thanh long. Thì sau khi hoàn thành các cái khâu đó thì là mình trước 15 ngày mình có thể bón cái phân phân là vi sinh. Như hiện nay bên tập đoàn đang phân phối ra thị trường là sản phẩm phân Vian, thì là một dạng hữu cơ vi sinh mới và hàm lượng rất là cao. Bà con có thể bón với cái liều lượng là 1 kg cho một trụ để bà con là để đảm bảo cái vi sinh cho đất và phục hồi cái cung cấp thêm cái chất hữu cơ. Đặc biệt bên cái cảnh đó thì sau khi mà cái vườn mình mà đã xử lý ngập úng rồi là xử lý cho nó thông thoáng xong thì bên tập đoàn có sản phẩm đó là DS Gold. DS Gold thì cái hàm lượng axit fulvic và axit humic nó chiếm khoảng 80%. Thì bà con cái này là liều lượng đậm đặc, bà con có thể hòa cái liều lượng là một gói cho một bình 16 đến 20 lít mình xịt phủ lên trụ, xịt xung quanh cái gốc của cây thanh long. Kết hợp sau đó song song thì mình sẽ rải cái thằng là rhizomic. Rhizomic là một dạng nấm rễ sống, một dạng nấm rễ sống. Thì khi mà mình rải cái rhizomic kết hợp với DS Gold thì cái rhizomic nó sẽ là kết hợp là nó sống trong môi trường là hữu cơ, và kết hợp với DS Gold thì nó sẽ tạo ra các cái rễ giả, tạo ra các cái lông hút giả để giúp cái thanh long, bổ trợ cái thanh long hút được các cái chất tốt hơn. Và đặc biệt cái rhizomic thì nó là có thể phân hủy cái dạng là lân gọi là lân tổng số đó, lân khó tiêu á, thành cái lân dễ tiêu. Đấy, qua đó cung cấp hỗ trợ một phần cho thêm cái giai đoạn trong đen. Thì đặc biệt thì còn cái sản phẩm rửa vườn á, thì hiện nay bên công ty có thể là bà con có thể sử dụng luân phiên hai sản phẩm đó là Score hoặc là Tin Super. Thì liều lượng thì bà con sử dụng như cái khuyến cáo đã được ghi trên bao bì. Thì những cái tin thì bà con có thể sử dụng liều lượng là 10cc cho bình 16 lít. Dạ, và sẽ có thì bà con sử dụng là 16cc cho bình 16 lít thì bà con có thể rửa vườn. Thì bên cạnh đó nếu mà cái thời tiết mà mưa rồi áp lực bệnh nhiều thì bà con cũng có thể rửa vườn bằng cái Amitatop để mình phòng và trị cái bệnh thán thư và đốm nâu luôn. Cái Amitatop nó có thể phòng và trị hai cái bệnh đó luôn cho bà con. Dạ. Rồi, xin cảm ơn. Cái này xin trao đổi thêm với kỹ sư Danh ấy. Thì cũng mình cũng phải chia sẻ bà con những cái công xá một chút. Thế nên là tôi thì tôi không khuyến khích cái chuyện là pha hỗn hợp, nhưng mà nếu ở trong cái kỹ thuật của mình, trong ba cái thuốc phòng ấy, thì những loại nào mình có thể hỗn hợp được thì mình cho ý kiến để bà con giúp đỡ phun xịt nhiều lần ấy. Ví dụ ba cái mà mình rửa vườn mình phòng nhá, Amitatop, Tin Super và Score, thì cái nào có thể hỗn hợp được thì giúp bà con luôn.
Thì cái sản phẩm bên tập đoàn thì bà con có thể là sử dụng mỗi cái Amitatop hoặc là tin là được rồi. Nhưng mình, tại vì những cái sản phẩm đó nó có hai hoạt chất rồi. Bên cạnh đó thì nếu bà con mà được á, thì có thể bà con sử dụng kèm cái thằng Silimac. Silimac thì bà con có thể phối trộn để xịt luôn nên mình đỡ tốn công để qua cái lần xịt. Tại vì Silimac nó có tác dụng là làm cứng cái cành, xanh cái cành để cho khỏe cái cành, chống chịu lại cái bệnh trong cái giai đoạn mà mùa mưa áp lực bão. Vâng. Cảm ơn bà. Xin cảm ơn kỹ sư Nguyễn Văn Danh và tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa đã trao đổi với anh Thiềm Quốc Phong ở Bắc Bình, và những trao đổi này hy vọng cũng là những cái tăng thêm cái hiểu biết cho chung cho mọi người trồng thanh long của chúng ta. Riêng đối với anh Thiềm Quốc Phong thì có những vấn đề gì anh chưa thỏa mãn hay là anh muốn hỏi thêm thì anh cứ tiếp tục gọi về chương trình hay là gọi về cho số điện thoại của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, chắc là anh có rồi phải không anh Thiềm Quốc Phong? Chúng tôi xin tiếp tục nối máy với một bạn xem đài khác cũng ở huyện Bắc Bình, đó là bạn xem đài Trần Tiến Đạt, số máy 0988941409. Xin mời anh Đạt. Thanh long hàng điện của tôi á, là nói chung tôi để cũng bị tham là hơi nhiều trái một chút, nhưng mà bây giờ lỡ rồi, nếu mà tôi bón nhiều phân và tôi xịt nhiều thuốc sinh trưởng hoặc kích thích thì nó có nuôi nổi cái trái bị không, hoặc là nó có bị xuống dây không? Câu thứ hai á là trong thời kỳ thanh long tôi đang ăn trái, nếu tôi bón nhiều phân vi sinh nhưng mà tôi phải bắt buộc phải xịt cỏ hay hoang có tính lưu dẫn thì nó có ảnh hưởng đến trái và làm mất tác dụng của phân vi sinh hay không? Đó ba là con tiếng trùng á, nó có lây lan hay không, rồi nó tán hội như thế nào, mà tại sao là trong đám thanh long á, là có chủ á, thì bị mà có chủ không bị, nhờ chương trình giải thích giùm. Vâng, xin cảm ơn bạn xem đài Trần Tiến Đạt đã chuyển về ba vấn đề. Chúng tôi sẽ lần lượt tư vấn cho bạn xem đài Trần Tiến Đạt. Qua trước hết tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Dạ, rất chia sẻ với câu hỏi của anh. Thì về nguyên tắc cây nào cũng vậy, khi mà năng suất nhiều thì nó đòi hỏi nhu cầu dinh dưỡng nhiều, và khi mình cũng muốn tham là mình muốn là ở cho nó được nhiều hơn, thì muốn như vậy thì phải chăm sóc cho nó đủ dinh dưỡng thôi, còn nếu không nó hư nó rụng. Đây là thanh long nó ít rụng, như những cây khác ấy, thiếu dinh dưỡng cái nó rụng hàng loạt, nó quy luật nó mà. Thế đây thì anh vẫn muốn nó đẻ, vì có thể là mình cũng muốn là cùng cái công chăm sóc, giá cao thì như vậy phải hỗ trợ với dinh dưỡng, mà hỗ trợ dinh dưỡng thì chúng tôi nói đầu rồi, nó có cái liều lượng của nó thôi, thừa thì nó chuyển sang độc, nó chuyển sang độc thì lại có hại, vừa tốn tiền, tiền mất lại tật mang. Thế nên theo tôi là anh mà bón phân ấy thì bón dễ không cũng không đủ, ta phải hỗ trợ nó ở phun xịt trên cành nữa. Và nguyên tắc của phun xịt trên cành, mặc dù chúng tôi biết là cái thời gian nuôi trái thanh long nó chỉ có 45 ngày thôi, thế thì chúng ta phun xịt nhưng mà cũng không thể phun xịt dồn dập được, tối thiểu nó cũng phải cách nhau 5 ngày một lần, đấy là phun nhé. Còn bón phân ấy, bón dễ đấy thì chỉ bón một lần thôi, một đứa thôi, nhưng nó đủ liều chứ không phải vì tham thế vậy bón nhiều lên. Đó là cái phần. Còn như vậy thì ở đây là anh phải biết kết hợp cả bón rễ lẫn phun xịt trên lá, và không được phun, không được, và tối kỵ là pha nhiều thứ quá trong một cái bình xịt, cứ tưởng là như vậy là tốt, tiền mất tật mang. Phân bón lá dinh dưỡng đấy anh chỉ lên xịt cách nhau gần lắm là 5 ngày một lần đó. Thế còn những loại thuốc phòng trừ sâu bệnh mà anh vừa nói với thuốc cỏ đấy thì xin mời nhé. Vâng, trước khi chuyển sang kỹ sư Nguyễn Văn Danh thì tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa có thể là tư vấn thêm, bởi vì câu hỏi của anh Đạt là một câu hỏi mà cũng nhiều bạn hỏi, nhưng mà hỏi khía cạnh khác. Anh Đạt anh hỏi là cái anh tham nhiều trái thì anh cứ anh nghĩ là cứ cung cấp dinh dưỡng cho nó nhiều đi thì anh hy vọng rằng cái trái nó sẽ như vậy. Nhưng nhiều bạn xem lại khác là hỏi như thế này: cây thanh long cái độ bao nhiêu năm tuổi thì mình nên để bao nhiêu trái? Đúng thế này, nếu ta bóc lột quá cũng như người đàn bà đấy mà sanh nhiều con quá thì lấy đâu mà mập mạp, lấy đâu mà khỏe được. Thì thanh long vậy thôi, cho dù là có thể ta có nhiều tiền nhưng mà cũng không thể bù đắp được cái mất của nó. Thế nên thế này, ta gọi là để thôi, nhưng trong một cành thanh long chúng ta không bao giờ để quá 3 trái hết. Trong một cành nhé, một cành người ta nếu mà người ta khó tính ấy, hoặc là người ta muốn lựa chọn đồng đều, một cành người ta chỉ để một trái thôi. Nhưng mà thôi ta để hai trái, và hai trái lúc tỉa ta cũng phải biết nhé, nó dịt nhau này thì còn nữa gì, nó cũng phải có giãn cách để nó hỗ trợ đấy. Cách tỉa cành quan trọng lắm,
để số trái bao nhiêu, không phải là cứ để bao nhiêu là nó to giống nhau hết. Có khi nếu mà một cành ta để 3-4 trái thì nó cuối cùng nó nhỏ hết một loạt, bởi vì nó không đủ dinh dưỡng. Thế nên cách tỉa cành, cách để trái không phải cứ ra bao nhiêu để bấy nhiêu rồi cứ tống phân vào nó được, không đâu nhá. Ta gọi là nó cũng chỉ mang tính gọi là ta tham, ta thay vì ta tiếc là ta để một trái một cành thôi thì bây giờ ta thôi để 2 trái cành, không nên để 3 trái cành. Thế thì lúc ấy là dinh dưỡng của anh cũng phải hơn cái người mà để 1 trái 1 cành. Dạ vâng. Và hai nữa là xem cái sức khỏe cành ông mềm rụi rụi này, bóp bóp mềm này nhỏ mà lại đòi để 2 trái không được. Phải là nhìn cái sức khỏe của cành, sức khỏe của trụ, và hai nữa tuổi của trụ nữa rất quan trọng, mới được có 5 rưỡi mà đòi để nhiều, ảnh hưởng tới sức của nó. Dạ vâng. Hai nữa nó không kịp phục hồi đấy, không chưa kịp phục hồi chính vụ cũng nên để. Nên quan trọng chúng ta phải biết cách quan sát cái sức khỏe của trụ đó, cái tuổi trụ đó và sức khỏe của cành đó. Và nguyên tắc nó phải phân phối đều, không thể dồn về hướng đông một loạt cành ta để, còn cái cành người ta theo đèn mà. Nên người, tại sao bà con nông dân có kinh nghiệm ấy, là thắp ở ngã 2, thắp ở ngã 4, mục đích cho nó ra đều đi. Còn nếu không nó ra dền phía thì đương nhiên dinh dưỡng nó lệch cả. Dạ, nên cái này cái quan sát là hoàn toàn phụ thuộc kinh nghiệm người nông dân. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa đã tư vấn vấn đề đầu tiên đối với bạn xem đài Trần Tiến Đạt. Hai vấn đề còn lại là sử dụng chất khai hoang cũng như về vấn đề tuyến trục. Xin mời kỹ sư Nguyễn Văn Dân. Như thầy Nghĩa đã chia sẻ thì cái nếu mà giai đoạn này bà con mà nếu khai hoang á thì về cái nguyên tắc mà mình xịt vào dưới cây thì không có được. Nhưng mà nếu mà bà con có thể dùng cái cắt á, rào để cắt thì mình cắt được. Và về thứ hai nếu mà có xịt á, trường hợp mà bí quá có xịt thì bà con nên xịt vào cái lối đi ha, chứ không có nên xịt vào cái dưới tán của cái cây nơi có các cái rễ non, nó sẽ ảnh hưởng đến cái rễ. Dạ. Về xin góp ý một tí thôi nhá. Dạ. Kể cả bà con lẫn những cán bộ kỹ thuật, chúng ta không nên gọi thuốc khai hoang. Dạ. Cái đấy nó nhạy cảm lắm. Dạ. Mà bản thân bây giờ tôi sợ lắm, tôi lo lắm. Dạ. Nên là tôi cứ gọi là thuốc trừ cỏ. Dạ. Nhá. Thế hệ mới hay thuốc trừ cỏ bảo đảm an toàn, thế rồi nhé, đừng gọi thuốc khai hoang. Dạ, vâng. Xin mời kỹ sư Nguyễn Dân tiếp tục. Dạ. Còn cái câu hỏi mà của chị hỏi là về cái tuyến trùng á, thì tuyến trùng đặc biệt là cái mùa mưa này nó lây lan là theo đường nước mà. Về thứ hai là dưới đất á, đất nào nó cũng có tuyến trùng ở dưới cả. Nhưng do cái rễ của mình nó khỏe hay không, nó có kháng được bệnh hay không, nó bị chấn thương cơ giới hay không thì tuyến trùng nó mới xâm nhập được. Đó, thì bà con phải lưu ý vấn đề đó. Thì sắp tới thì bên tập đoàn cũng có phân phối cái sản phẩm là Son Vigo là trị cái tuyến trùng và rệp sáp luôn, thì là nó sẽ ra thị trường. Thì nếu mà bà con mà muốn sử dụng, muốn có tâm huyết đấy về tuyến trùng và cái sản phẩm bên tập đoàn á, thì bà con có thể là mua về dùng thử cái sản phẩm đó, thì sắp tới nó sẽ có trên thị trường. Tôi cũng bổ sung này, cái tuyến trùng đúng hiện nay không phải chỉ có ở trên tiêu nhiều đâu, nó có xuất hiện ở trên những cây trồng khác, ví dụ như cây có múi, cam chanh, quýt bưởi, rồi thanh long của chúng ta mấy năm nay tuyến trùng cũng nhiều lắm. Thế mà một số cái loại thuốc mà chúng ta đã phổ biến rồi đấy thì bà con thấy cái hiệu quả nó chưa cao, có những loại thì nó cũng chỉ nâng được đến 70% thôi. Thế thì tôi cũng rất mừng, hy vọng là và tôi cũng được thông tin là cái thuốc Son Vigo là thuốc trừ tuyến trùng của tập đoàn Lộc Trời cũng rất hiệu quả. Bây giờ chỉ đợi là tính pháp lý của nó thôi. Chứ còn thử nghiệm thì tốt rồi, nên bà con chúng ta nên khi nào đã được chính thức ấy, thì bà con nên sử dụng để ngăn ngừa cái đấy. Tuyến trùng, pH đất và một số cái bệnh nấm rễ nó là hủy hoại cái sức khỏe của bộ rễ thanh long. Mà rễ thanh long chúng ta nó chỉ có phát triển từ cái tầng từ 0 đến 25cm rất nhiều, mà lại bị tuyến trùng tấn công, lại bị nấm bệnh nữa thì nó ảnh hưởng. Chúng tôi nhắc lại lần nữa, rụng răng viêm lợi rồi thì đừng hy vọng ăn cái gì. Thế nên ở đây đặc biệt nữa, tập đoàn Lộc Trời họ còn có cái sản phẩm là Ticoderma DHCT. Chúng ta thấy thị trường búa xua Ticoderma, ai cũng Ticoderma, nhưng chúng tôi nói rằng là không phải Ticoderma nào hiệu lực cũng giống nhau, chức năng cũng giống nhau. Nhưng chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái Ticoderma DHCT. Không phải đâu mà chúng tôi đã đi nghe rất nhiều nơi, bà con nông dân sử dụng thì thấy. Mà cái Ticoderma của DHCT này thì tôi lại rất hiểu nó, bởi vì nó là một cái thành quả nghiên cứu của một tiến sĩ của trường Đại học Cần Thơ. Cũng còn nó ra, nhưng mà còn nó ra làm sao? Nó thích ứng được điều kiện khí hậu của mình, nó chịu được
cái giải pH nó chịu nóng chịu khổ, đại khái mà nói thế, nó là như một con nhà nghèo đã được tuyển chọn, thì sức đánh của nó khỏe hơn, nó mạnh hơn. Chính vì vậy mà nó có thể ngoài cái chuyện mà tấn công những loại nấm như là Furajum hay là Pitum thì nó vẫn còn tham gia cả vào hỗ trợ để ngăn chặn sự phát triển của tuyến trùng nữa. Cộng với mai mốt ra chúng ta lại Solvigo nữa thì chúng ta sẽ hỗ trợ. Và sau khi đã sử dụng xong rồi thì bên tập đoàn Lộc Trời tôi biết còn hiện nay còn có một cái phân hữu cơ mà họ đã bổ sung cái gọi là nhóm nấm rễ, tức là cái nhóm nấm nó cộng sinh với rễ để khi nó vào nó đi còn với rễ thì nó phân hủy cái lân khó tan thành lân dễ tan, thì như vậy nó sẽ hỗ trợ ngay cái quá trình hút lân, mà lân thì là một cái nguyên tố dinh dưỡng rất dễ bị cố định, chỉ cần pH thấp một cái là nó cố định hết, mà cố định thì trở thành ra thiếu, thì đấy là cái mà bà con nên chú ý cái phần này. Vâng. Những cái sản phẩm mà đã gây được tiếng vang, đã gây được cái sự chú ý của bà con nông dân chính là sự kiểm chứng tốt nhất đối với sản phẩm của tập đoàn. Xin mời tiếp bạn xem đài từ Hàm Thuận Bắc, bạn xem đài Phan Thị Ẩn, số máy 0163274-6320, xin mời. Tôi có cái vườn thanh long á, của tôi á, sao không biết sao mà nó có cái dây vàng bạc đó, rồi nó cũng lan ra cả vườn, rồi khi mà mình thắp đèn ha là mùi nó cũng cái trái nó cũng ra cũng vàng bạc á, nó vàng vàng lút lút vậy, rồi nó không có làm được cái gì hết mà không biết phân hướng hay thuốc gì đó, nhờ chương trình chỉ giùm. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, tôi đã nghe rõ câu hỏi của chị Ẩn, xin mời các vị diễn giả. Dạ, như kính thưa chị Ẩn, thì cái mà cái thanh long mà mình bị vàng cành đó, vàng cành nó là do một là thứ nhất là chị phải kiểm tra xem cái bộ rễ xem mình đã rễ có khỏe không, rễ mà không khỏe là nó không hút được chất á, thì nó thiếu nước, thiếu lân, thiếu kali, thiếu các cái nguyên tố vi lượng khác, thì dù mình đã có cung cấp, dạ dù mình cung cấp không có thiếu, nhưng mà nó rễ không hút được lên thì cây nó gây ra tình trạng đó. Đó thứ hai, đó là cái thứ nhất, nếu mà chị đã kiểm tra rễ khỏe rồi, mình cung cấp đủ rồi mà thấy nó vẫn vàng thì là do cái rằng là nấm nó đã tấn công vào cái cành của chị, thì lúc đó thì mình có thể sử dụng các cái thuốc rửa như lúc nãy mà em đã chia sẻ rồi. Anh Dân có thể nói lại. Nhà thì chị có thể sử dụng cái tin super, là score để mình rửa, và qua đó bên cạnh đó thì chị có thể cũng bổ sung thêm cái DS Gold á. DS Gold thì mình cung cấp qua cái cành luôn cho nó nhanh, để nếu mà trường hợp mà rễ nó bị hư do tuyến trùng hoặc là do nấm gì đó thì mình là cung cấp cái DS Gold qua cành để bổ sung cái trong đó nó có lân nè, có acid humic fulvic để mình bổ sung cho cái cành nó hồi phục nhanh, nuôi cái trái trong cái giai đoạn mà trong đèn này để bổ sung và nuôi cho nó kịp thời, không gì là không có kịp. Tôi xin bổ sung là trong cái trường hợp của chị đấy, thì ngoài cái ý kiến của bên kỹ sư Danh rồi, thì theo tôi là phải bổ sung một cái phần ở dưới rễ mà cái nấm cộng sinh mà có cả chất hữu cơ tốt hết, đó là cái Zizomic là của bên tập đoàn Trời đấy. Cái này nó vừa có hữu cơ vừa có vi sinh để nó phục hồi cái bộ rễ mạnh lên. Hai nữa, một cái yếu tố nữa để làm giúp chống cái mềm cành, cái bạc cành ấy, đó là cái Cinemax. Chúng tôi nhắc lại cái Cinemax nó có ba cái nguyên tố dinh dưỡng thích hợp lắm, đó là kali, canxi và silic, thì nó sẽ giúp cho cứng cành lại. Ngoài những cái dinh dưỡng mà lúc nãy kỹ sư Anh nói rồi đấy, thì chị bổ sung đấy thì nó sẽ khắc phục hiện tượng. Và không ngoại trừ nữa là chị xem lại cái vườn của chị nó có thoát nước không, phải làm ngay thoát rãnh thoát nước ngay để cho nó bộ rễ nó bảo đảm đi. Dạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Nghĩa và kỹ sư Nguyễn Văn Danh đã tư vấn cho bạn xem đài Phan Thị Ẩn ở Hàm Thuận Bắc. Tiếp tục xin được nối máy với bạn xem đài Phan Hùng ở huyện Bắc Bình, số máy 0165 595 4690, xin mời. Sau khi tôi chăm đèn á, thì là phân bón đó là tôi á, là cũng có vào hết, vào phân trước khi chăm đèn. Mà hiện nay á, là tôi á, là đến lúc nào á, là chạy điện á, là thu hoạch, đến ngày thu hoạch trái nó cũng lớn lắm mà nó bị là đỏ đầu. Cái thứ nhất là nó đỏ đầu, là không biết nguyên do nó sao, rằng mà 4 ngày thu hoạch là nó bị cái đỏ đầu nên là thui cái đít nó. Cho kỹ sư cho tôi biết cái là có thuốc gì nên điều trị được hay không. Tôi hỏi một câu hỏi đó thôi. Rất là cảm ơn chú. Vâng, xin cảm ơn bạn xem đài Phan Hùng ở Bắc Bình đã hỏi về thuốc, thì chắc chắn là kỹ sư Nguyễn Văn Danh sẽ có cách để tư vấn cho bạn xem đài. Nhưng mà về nguyên nhân
chúng ta biết, cũng phải biết tường tận từ vì sao nó có, chúng ta mới trị nó mới rõ ràng. Và tới này tới chỗ, xin mời tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Xin thưa anh Hùng, cái bệnh hay là cái hiện tượng anh miêu tả nó là khi trái chín nó đỏ đầu ấy, không phải chỉ có vườn anh có đâu. Hiện nay đây là một cái bệnh đỏ đầu, nó đã xuất hiện ở toàn tỉnh của Bình Thuận, mà không phải chỉ có Bình Thuận đâu, Long An có, Tiền Giang có hết rồi. Đây là một cái bệnh mà cũng không mới gì đâu, nó đã xuất hiện cách đây 2 năm rồi. Thấy nó không trầm trọng nhưng mà nó đỏ đầu ấy. Nhưng mà khi chúng ta thu hoạch xuống, chúng ta bảo quản, chúng ta vận chuyển thì chỉ một vài ngày sau cái đầu nó bị hư. Thì như vậy bây giờ đấy là một cái sợ. Và chính vì vậy các nhà vườn đã thiết tha kêu gọi cái này, và chúng tôi đã lấy mẫu về đưa cho cái phòng bảo vệ thực vật ở Viện Khoa học Nông nghiệp Nam, và họ đã phân tích ngay trả lời là nó xuất hiện ở đấy hai loại nấm, nấm Physalum và Petilum, hai nấm này. Và như vậy thì nó không phải là đến giờ nó mới có, mà nó phải có ngay trong quá trình bắt đầu hình thành cái búp, nó đã có rồi và nó xâm nhập đấy, và nó đợi đến lúc ấy thì, hoặc là theo tôi, suy nghĩ của tôi, tại sao nó lại xuất hiện ở cái đầu ấy, là cái lúc chúng ta rút bông. Khi rút bông thì mọi người rút bông để cho nó phát triển nhanh rồi, nhưng có khi chúng ta rút mà cái đấy nó chưa khô hoàn toàn, nó chưa thành hình thành tầng rời. Khi nó thành tầng rời thì ta không rút nó cũng rời, nhưng bởi vì chúng ta phải dùng cái lực chúng rút ra thì nó có một cái vết thương. Thì vết thêm chính cái này nó xâm nhập cái vết thương đấy, nó chỉ hở chút xíu thôi là đủ lọt rồi, và lúc ấy nó nuôi dưỡng trong nó hình thành cái đấy, nó bị thế. Đây là một cái hiện nay đang rất nan giải, nhưng phòng trừ như thế nào, biết tên nấm rồi phòng trừ dễ, nhưng cái quan trọng là phòng trừ lúc nào. Nhìn thấy đỏ rồi bắt đầu mới xịt ấy, thì người ta gọi là thấy quan tài mới nhỏ lẹ, trễ mất rồi. Thế bây giờ để trị cái Petilum này và cái Physalum này như thế nào thì đề nghị bên tập đoàn Lộc Trời có thuốc gì, kỹ sư Danh bổ sung ngay. Và theo tôi là không phải đợi lúc trái chín chúng ta mới xịt nhá, như vậy chúng ta phải phòng nó ngay từ lúc có búp lớn rồi đấy, để chúng ta ngăn chặn không cho nó xuất hiện đấy. Thì khi chúng ta có rút bông, có lỡ tay nữa thì nó sạch bệnh ở đấy đâu xâm nhập. Còn lúc nào nó cũng nhởn nhơ, nó ngồi ăn nhậu đấy, chỉ cần rút cái nó vào thôi. Đó. Kỹ sư Danh làm hỗ trợ. Xin thưa về anh Hùng, thì cái này hiện nay thì cái tình trạng mà chín ngược kiểu đó đang xảy ra rất nhiều ở các huyện như Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình. Thì bình thường cái trái thanh long nó sẽ chín từ cuống chín ra đến đầu, hoặc là chín từ dưới lên, bây giờ nó lại chín từ đầu chín vô. Thì cái này là nguyên nhân là do nấm như thầy Nghĩa đã nói đó. Nhưng mà cái này là bà con phải chú ý cái lúc mà giai đoạn mà mình xịt để lấy ba tay đầu á, là lúc đó bà con phải để ý để xịt cái là bên như bên tập đoàn là đang có sản phẩm là Score đó, thì bà con có thể xịt là cũng phòng trừ rất là hiểu cái bệnh đó. Thứ hai, cái giai đoạn mà mình rút râu á, là bà con phải để ý rút râu thật kịp thời, đừng có rễ để cái râu nó bắt đầu thối rồi mình rút ra. Ví dụ như bông nở 2 ngày, 2 ngày rưỡi, 3 ngày mình rút râu đó, thì bà con phải rút kịp thời. Và hạn chế cái thời tiết mà mưa thì mình có thể dùng các cái biện pháp như là dùng giỏ nhựa, đây là dùng vòng nó mình cột cái hoa lại cho nó đỡ nước vô, thì là hạn chế được cái đó. Bên cạnh đó thì do nếu như quá trình mà mình làm chậm kiểu đó, thì ngoài cái nấm ra thì lúc nấm đã xâm nhiễm vào thì cái vi khuẩn nó sẽ ăn theo. Bà con có thể kết hợp giữa thằng tô tan, bên sản phẩm tập đoàn Lộc Trời là tô tan là hoạt chất protonol, bà con có hòa về liều lượng là một gói cho bình 20 lít, bà con xịt kết hợp với Score thì mình sẽ phòng trừ khá là hiệu cái bệnh cái mà bị là đỏ đầu về sau đó. Dạ, xin cảm ơn bà con. Vâng. Xin lưu ý nhé, không phải là rút bông chúng ta mới xịt nhé. Bởi vì nó nằm ở đấy rồi đấy, thì khi có vết thương nó vào liền, nên chúng ta phải xịt trước khi rút bông nhé. Và tôi đồng ý, không phải chỉ có nấm không, có thể là cơ hội của vi khuẩn nữa. Mà vết nấm thì nó thối khô, còn vi khuẩn nó thối ướt, mà chúng tôi đã thấy hiện tượng đó rồi. Thế nên bà con phải phòng trước đó nhé. Đây là một cái bệnh mà chúng tôi nói là đáng lo ngại của bà con nông dân. Nó không xảy ra thường xuyên, nó cũng có những mùa của nó. Thế nhưng đây là cái đáng lo ngại cho bà con của bắt đầu thu hoạch thanh long. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa và kỹ sư Trọng Văn Danh đã trao đổi với bạn xem đài Phan Hùng ở Bắc Bình, và hy vọng là bạn xem đài nông dân Phan Hùng có thể áp dụng trên vườn thanh long của mình. Xin tiếp tục được nối tín hiệu với bạn xem đài Trần Văn Rồi ở Hàm Thuận Bắc, số máy 01674798646. Xin mời.
thanh long tôi tạo nó xuống nhiều quá mà tôi quấn mười mấy ngày mà rầu mà tính rút mà ai cũng nói là rút không có ra, không ra trái. Có. Dạ vâng, xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Nghĩa. Bởi vì anh băn khoăn và mọi người băn khoăn anh là rút nó không ra trái thì rõ ràng là nếu mà người ta mùa này cũng cùng thắp đèn như anh mà ta rút nó ra trái thì điều chứng tỏ là người ta có bón phân chăm sóc tốt hơn anh chứ không phải là thời tiết khí hậu đó. Còn nếu mà tất cả đều rút đều không ra thì lúc ấy chúng ta nói à tại cái tiểu khí hậu cái mùa này đợt này đêm nó lạnh hoặc là nó có mưa, nó mưa nhiều quá, rồi hai nữa cũng có thể nó ảnh hưởng bởi cái mưa acid hoặc là bây giờ nhá có cả sương acid. Thưa anh Hưng và con này là không phải chỉ có mưa acid đâu, khi mà chúng ta bị cái khói bụi của công nghiệp nhiều quá đấy thì nội cái sương, ví dụ như ngày hôm nay sáng nay cái sương mù rất nhiều thì cái sương nó cũng có thể kéo tất cả những acid nó xuống và cái lúc ấy nó ảnh hưởng tới cái quá trình hình thành đó. Thế là đây là như vậy thì theo kinh nghiệm ấy thì thường này những người nông dân giỏi ấy, trước khi rút điện ấy bao giờ người ta cũng ra người ta ngó xem trên cái cành ấy cái mắt mà nửa phần ở phía dưới đấy thường là ra hoa, nó cứ ra ở cái phần 50% phía ngọn đấy mà nó phải hơi sưng lên chứ còn nó nằm im ấy thì rút ra vô ấy chả có túi đọa nước có xịt thêm phân cũng hoàn thua gì. Thế nên là cái đấy ta buộc ta phải nó yếu dinh dưỡng đấy. Thế ta phải, thế thì như vậy ngay khi phát hiện như vậy thì ta cũng phải hỗ trợ nó phun xịt thêm. Ở đây nhanh nhất là chúng ta xịt cái bơm flower, bởi mấy cái hai bo đông ngay cả lúc ấy nó có hình thành rồi đấy thì ngay hai cái chế phẩm này nó cũng hỗ trợ. Tại sao chúng ta thấy lúa nó chỗ đồng loạt hình thành đồng rồi nhưng xịt nó hỗ trợ, thì bên thanh long cũng vậy, đang hình thành nhưng mà không thể bung lên được, không thể nhú ra được, nên chúng ta trong trường hợp chúng ta hỗ trợ, chứ trong trường hợp này mà đi bón phân dễ dễ thì đợi đến bao giờ, mà phải hỗ trợ nó nhanh giống như người ta vào bệnh viện cấp cứu thì bằng cái truyền nước biển thôi thì nó mới nhanh được. Thế thì truyền dinh dưỡng ngay, thế thì ở đây chúng ta phải phun xịt như vậy, hỗ trợ thêm những cái mà kể cả những cái phần bón lá chế phẩm mà nó có lần để chúng ta xịt, nhưng đừng vì thế mà sốt ruột ngày nào cũng xịt, nó phải có thời gian của nó cách ly, thời gian để nó hấp thu vào. Thế như thế chứ đừng, nên là kinh nghiệm bà con nông dân rất đúng đấy, phải chịu khó quan sát đi. Ví dụ còn 5-7 ngày nữa là đến cái kỳ chúng ta rút đèn ra quan sát xem bắt đầu nó có biểu hiện chưa, nó có sưng lên không, chứ cành tóp méo tóp méo mà đòi nó rút điện nó mưng ra thì còn đâu nhá. Cành nó phải khỏe, dinh dưỡng tốt thì lúc đó chúng ta nhìn đấy, quan sát. Còn nếu không chúng ta tạm thời vẫn cứ thắp, đừng có ngắt, mà chúng ta lại hỗ trợ nó bằng xịt phân bón lá đó, xịt mấy cái chế phẩm đó thì mới được, chứ nếu không là cái đợt đấy gọi là gãy đấy. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Và bạn xem đài Trồng Văn rồi cũng nên lưu ý tóm lược cốt yếu lại trong trao đổi vừa rồi một cách cặn kẽ của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa vẫn là sức khỏe của cây và dinh dưỡng trong cái giai đoạn mà bạn xem đài chuẩn bị rút rau cho thanh long. Và những trao đổi vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa cũng đã kết thúc 60 phút tọa đàm sáng hôm nay của đài phát thanh truyền hình Bình Thuận. Chương trình xin cảm ơn các bạn xem đài ở các nơi đã gọi về, đã theo dõi, đã gọi về giao lưu với chương trình, và trong đó thì có ba bạn xem đài đã nhận được quà của chương trình, cũng là ba bạn xem đài gọi đến đầu tiên. Đầu tiên là bạn xem đài Thiềm Quốc Phong ở Bắc Bình, số máy 0946560258. Thứ hai là bạn xem đài Trần Tiến Đạt cũng ở Bắc Bình, số máy 0988941409. Thứ ba là bạn xem đài Phan Thị Ẩn ở Hàm Thuận Bắc, số máy 0163274620. Chúng tôi sẽ liên hệ theo các số điện thoại mà bà con nông dân vừa gọi đến để liên hệ khi trao quà. Chương trình xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, kỹ sư Nguyễn Văn Dinh đã tham gia chương trình và giao lưu với bạn xem đài từ các nơi gọi về. Cảm ơn tập đoàn Lộc Trời đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn sự theo quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vitagen, sản phẩm phân bón sinh học thế hệ mới sản xuất tại Mỹ, được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới, lần đầu tiên đến Việt Nam. Với thành phần đặc biệt, Vitagen giúp cây trồng ra hoa đồng loạt, hạn chế rụng trái non, gia tăng năng suất, cải thiện kết cấu đất, an toàn với môi trường, dễ sử dụng. Vitagen tác dụng tốt trên nhiều loại cây trồng như tiêu, cà phê, cây ăn trái và nhiều loại cây trồng khác. Vitagen, sự lựa chọn từ thiên nhiên cho nền nông nghiệp Việt. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang phân phối trên toàn quốc.